đây là cái đứng đầu của Tịnh Độ Tông chúng ta. Cái này phải biết. Người hiện nay thông thường nói không thành thật, không giữ được bình tĩnh, cảnh giới rất nhỏ liền khoe khoang khắp nơi, cảm thấy mình rất tài giỏi. Cho nên Phật Bồ Tát tuyệt đối không hiện cái cảnh giới này cho bạn xem. Vì sao vậy? Bạn không thể chính miệng được, nhất định phải sóng to gió lớn, vẫn bất động, thì Phật Bồ Tát mới thể hiện một chút, để bạn tăng trưởng tính tâm, để bạn tự mình biết. Giảng sanh thế giới cực lạc nhất định có phần nắm chắc, là cái dụng ý này. Không phải bảo bạn đi khoe khoang khắp nơi, nhưng mà có rất nhiều cảm ứng. Người mới học có, về sau thì sao? Về sau thì không còn nữa. Tôi cũng đã từng gặp phải. Có một đồng tu nói với tôi, lúc ông mới học cảm ứng rất nhiều, nhìn thấy hào quang, ngửi thấy mùi thơm, tuyệt đối không phải mình đốt, ngửi thấy mùi thơm rất lạ. Ở trong một năm có thể có rất nhiều lần. Hiện nay học Phật đã học mười mấy năm rồi, một lần cũng không khó nữa. Ông hỏi tôi có phải là đã thối chuyển rồi hay không. Thế thì tôi cũng phải trả lời cho ông, trả lời giống như trên Kinh Kim Cang nói vậy. Cũng là phải, cũng là không phải. Cũng phải, cũng không phải là thế nào vậy? Nếu như bản thân ông những năm gần đây niệm Phật, một mặt niệm Phật, một mặt vẫn là khởi vọng tưởng, thế thì một chút cũng không sai. Ông hoàn toàn đã thối chuyển rồi. Tại vì sao nói cũng không phải vậy? Nếu như ông nhiều năm gần đây dụng công rất đắc lực, quả thật phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng, thế thì không phải thối chuyển. Bởi vì ông mới học thường hay có những cảm ứng này là để tăng trưởng tính tâm của ông. Tính tâm khó rồi, không được tái hiện, tái hiện liền biến thành ma ngay. Đâu có đạo lý nào thường xuyên thấy được chứ. Tái hiện là lúc nào vậy? Lúc lâm chung tiếp dẫn, tướng nhất định hiện tiền. Bình thường sẽ không đến quấy rầy ông, sẽ không đến quấy nhiễu ông. Cho nên hoàn toàn xem cảnh giới tu hành của bản thân ông. Câu trả lời này cũng là cũng có thể, cũng không thể. Không phải một câu trả lời khẳng định mà được. Cho nên cảnh giới hiện tiền không nên chấp trước, không nên khoe khoang. Hiện nay có rất nhiều nơi thấy hào quang, thấy cái gì cũng muốn chụp hình, cũng muốn ghi âm, nên đi khoe khoang khắp nơi thật không tốt. Phật Pháp là dạy tu tâm thanh tịnh, không phải làm chuyện thần thông cảm ứng. Cái này phải nhớ kỹ. Thần thông cảm ứng nhất định là chuyện xấu, không phải chuyện tốt. Cho nên Phật Pháp quyết định không dùng thần thông cảm ứng mà làm Phật sự. Thượng lai hiện tướng dĩ hiển chí cực xứ. Hiện tướng là bảo chúng ta buông xả. Toàn bộ tất cả pháp tướng đều phải buông xả, đến nỗi là đến phân biệt chấp trước vi tế cuối cùng cũng phải buông xả. Vậy là đạt đến đỉnh điểm rồi. Nhân thiếu hữu sở thủ tiền trước sắc tướng. Bản thân chúng ta tu hành dụng công phải thường xuyên hồi quan phản chiếu ở cái chỗ này. Bản thân ở trong đời sống thường ngày, ngay chỗ khởi tâm động niệm, có còn những sự việc này hay không? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, có còn những sự việc này hay không? Những sự việc này hiện tiền chính là người bình thường chúng ta nói ở trong tâm có lo lắng, có lo buộc, có bận tâm, và có một chút là đã dính mắt tướng rồi. Bốn tướng đều đầy đủ rồi. Tiện thị hướng ngoại trì cầu. Hướng ngoại trì cầu chính là chúng ta bình thường nói là phan duyên. Bạn là phan duyên, bạn không phải tùy duyên. Tiện phi chánh tri chính kiến, cách nghĩ cách nhìn của bạn đều là sai rồi. Không phải chánh tri chánh kiến, đời sống là tu hành. Người tu tịnh độ cũng phải sống. Người tu tịnh độ cũng không thể lìa khỏi xã hội, cũng không thể lìa khỏi quần chúng. Bạn mỗi ngày cũng phải đối nhân, đối sự, đối vật. Câu Phật hiệu này là niệm niệm nhắc nhở chúng ta tu tâm thanh tịnh, niệm niệm nhắc nhở chúng ta đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với A-di-đà Phật. Đây là niệm Phật chân thật. Ở trong tâm này có Phật, ngoài Phật ra tất cả phải buông xuống. Ở trong tâm không được phép có mảy may phân biệt chấp trước, không được phép có mảy may bận tâm. Nhất định phải biết bận tâm là lục đạo, là luân hồi. Bất luận bận tâm điều gì cũng là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Như vậy giảng sanh sẽ rất khó khăn.
có vọng tưởng phân biệt chấp trước là đi trái ngược lại với tánh đức. Không tịch chi tánh chính là tâm thanh tịnh. Tâm của bạn không thanh tịnh, bạn có phân biệt thì tâm của bạn không bình đẳng. Đây là chúng ta ở trong đời sống thường ngày, đối nhân, đối sự, đối vật phải luyện tâm. Xưa nay một số người này chúng ta nhìn thấy chướng mắt, chúng ta phải luyện tập. Luyện tập nhìn thấy phải rất dễ chịu. Xưa nay có một số người chúng ta nhìn thấy rất ưa thích, luyện tập nhìn thấy rất bình thường. Phải nhìn nó bình đẳng, phải đem tâm của mình khôi phục về thanh tịnh. Đây là công phu.